cho mọi người, mời mọi người tham quan cái phòng playroom của con trai mình. Mình làm cái phòng này cho con trai chơi để cho nó có một không gian thoải mái đó, rộng rãi cho nó chơi để cho nó đỡ bám cha mẹ hơn và có tính tự lập khi chơi một mình. Để trong lúc ba mẹ làm việc hay là có công việc gì riêng á, thì là con trai có thể có tính tự lập và tự chơi một mình. Đây là các đồ chơi, đây là cái tủ đồ chơi mà mình mua cho con trai cũng được cách đây một tuần rồi. Thì có cả 8 đồ chơi khác nhau. Thì mình sẽ mỗi một tháng là mình sẽ đổi đồ chơi khác nhau cho chơi để đỡ chóng chán. Và sau khi nó chơi được rồi á, thì con nít sẽ thích chơi những đồ chơi khác nhau hơn. Cho nên là mình tự làm cái này cho con trai chơi. Thì đây là có 8 hộp đồ chơi khác nhau. Mỗi hộp có những thứ đồ chơi là mình tự làm, và có những đồ chơi á, là mình mua từ Amazon. Đây là cái bút, là cái hộp khăn giấy mà mình bỏ khăn ở trong á, khăn á ở trong để cho con tự chơi. Đây là hộp mình tự làm. Đây là lúc kéo ra là có những cái khăn vải khác nhau đó. Tại vì con mình á là thích, rất là thích là chơi cái trò chơi này. Nó hay dùng cái giấy, hộp khăn giấy của mẹ lôi ra tùm lum mà, cho nên là mình làm cái hộp này cho con chơi đó. Rồi cái này là puzzle, cái hộp này là puzzle, pet puzzle nè, cho nên là con có thể học được các màu sắc và hình xếp khác nhau. Đây rồi, cái phòng có 2 quả bóng để cho con có thể đá bóng. Và cái này là hộp file truck, thì con có thể dùng tay có kỹ năng, giúp con có kỹ năng là bỏ vô mấy cái lỗ này nè đó, con có khả năng quan sát đó đó. Rồi đồ chơi này là đồ chơi bằng nhựa, thì cái này mình được tặng, thì là mình có thể chơi các ký tự, các mình có thể chơi này là mình có thể học được ABC, chữ alphabet. Rồi đồ chơi này là giúp cho con mình học được màu sắc và đếm, đếm các hòn này nè, ví dụ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, và học màu sắc, đủ màu sắc từ trên xuống dưới, và tất cả có 10 màu sắc. Cái này mình mua ở IKEA đó. Rồi mình cũng chơi cái này nữa. Đây là cái này mình mua trên Amazon, thì cho con có thể, cái này là gọi tiếng Việt là gì ta, cái này là sorting toys đó. Thì là cái này là mình sắp xếp các hình dạng màu sắc lên nhau á đó. Con mình rất rất thích cái này, nó chơi mỗi sáng luôn đó. Rồi cái này một đồ chơi khác là cái này, để cho con cũng học được cái học được các hình khối và màu sắc khác nhau. Cái này là hình bảng to hơn và đơn giản hơn, thì có hình tròn, hình vuông, hình tam giác thôi. Thì con mình cũng đang nhỏ cho nên nó chơi cái này dễ hơn, là mình bắt đầu tập từ những cái đơn giản lên cái phức tạp. Cái này mình cũng mua từ IKEA. Và cái mình thích nhất đó, đây là cái tủ sách của bé. Cái này là có nhiều sách từ mình mua sách Việt Nam nè, cũng có sách tiếng Mỹ nữa, mà mình chú ý là mình tập cho con nói tiếng Việt á, tại vì sau này bé đi học thì bé sẽ nói tiếng Mỹ nhiều hơn, cho nên mình bây giờ tập trung vào là mình sẽ dạy cho con biết đọc, viết tiếng Việt trước, biết nói tiếng Việt trước khi mà bé đi học ở nhà, cho nên là mình hoàn toàn nói tiếng Việt với bé khi mà đang còn ở nhà với mẹ đó. Các đủ sách luôn, mình rất thích là sách của Ihon Nhật Bản á. Đây cái lời văn ca từ nó rất là đơn giản và hình vẽ rất là dễ thương nữa, cho nên là mình rất thích sách này. Nếu mà ở Việt Nam á, thì mọi người nên mua sách này cho con đọc nè. Mình đọc cho con mỗi tối, mỗi ngày á, thì mình sẽ đọc cho con 2 cuốn sách tùy vào hứng, con thích sách nào thì mẹ đọc cho con sách đó. Đó, đây là các tủ sách của mình.
Đây, là cái tủ sách này nè, mình rất thích luôn, mình cũng mới mua cho con mình ở chợ chợ Sam Club á, thì nó cũng hơi mắc chút xíu nhưng mà mình rất là thích cái màu sắc và cái chất lượng của cái tủ sách này, cho nên là mình mua cho con, tại vì cái này là mình định hướng á, là con mình sẽ dùng sử dụng lâu dài, rồi sau này có em bé nữa thì mình cũng có thêm em nữa thì em cũng sẽ sử dụng được hết những cái cuốn sách này luôn, cho nên mình đầu tư cái cuốn sách này thì mình cũng không cảm thấy tiếc. Rồi đây là những cái hình hình ảnh của các con vật, thì mỗi sáng là mình sẽ đọc hết tất cả các con vật cho mình để con mình có thể học được các con vật khác nhau. Cái này là flashcard mà mình dán lên lên hết luôn, tại vì con mình bây giờ đang mọc răng á, cho nên nó hay cắn 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 á, cho nên là mình dán lên đây hết luôn. Mỗi sáng là mình sẽ đọc cho con, rồi chỉ cho con này con kia, mình hỏi con, ồ con này con gì con này con gì con, cho nên nó biết, nó chỉ hết. Hoặc là chỉ cho mẹ, ồ con hổ ở đâu, là nó biết chỉ ở đâu là con hổ á. Đó, ở đây bên đây cũng vậy nè, bên đây cũng vậy, mình cũng dán hết tất cả các con vật ở trên tường luôn để cho con có thể biết được là mình chỉ ra cho con nào đó. Rồi cái bức tranh này là mình mua ở Wayfair, thì nó mình cảm thấy nó hợp với cái căn phòng của mình đó, cho nên là mình mua cái bức tranh này đó. Rồi một chiếc ghế, đây là chiếc ghế để cho con có thể ngồi đọc sách hoặc là ngồi coi phim, ngồi coi ca nhạc đó. Rồi đây là hai tấm thảm, tấm thảm này là đủ màu, đủ các con vật luôn, đủ màu sắc để cho con chơi nó được êm á, với lại đôi khi nó có ăn cái gì ở trong đây nó không có bị dơ cái thảm của mình á, cái thảm, cho nên là mình mua một tấm thảm này là bằng foam, bằng cao su, cho nên rất là êm ái luôn, lỡ con có bị té hay gì nó cũng đỡ cho cái đầu. Đây đây là mình mua Amazon hai tấm thảm này luôn, mình mua hình như 139 đồng một tấm thảm thì phải, nhưng mà vì con cho nên mình cũng đầu tư cho con luôn hai tấm thảm này. Đây là toàn thể cái phòng playroom của con mình. Rồi cũng có một chiếc tivi để cho con có thể ngồi xem tivi, những cái chương trình giáo dục đó, những chương trình ca nhạc của tiếng Việt, của tiếng Anh luôn. Thì mình cũng không có phải là mình cho con coi nhiều đâu, một ngày là mình dành ra 1 tiếng đồng hồ cho con coi, nhưng mà mình chia ra là buổi sáng ngủ dậy là coi bao nhiêu phút đó, khoảng 15 phút, 10 15 phút, hoặc là lúc mẹ nấu ăn á thì cho phép con chưa coi khoảng 50 phút gì đó, thì khi mà con mẹ nấu ăn á thì là con coi. Nhưng mà mình rất là hạn chế cho con coi, tại vì trẻ dưới 2 tuổi mình rất là sợ mắt con bị hư á, phải đeo kính sớm thì cũng rất là tội con, cho nên là mình cũng hạn chế cho con coi tivi, nhưng mà mình chỉ để đây thôi, lâu lâu buổi tối thì cả nhà cũng ngồi đây, con thì chơi, ba mẹ cũng xem tivi chút chút vậy đó. Rồi đây là cuốn sách mà mình làm tặng Father Day, tặng ngày Father Day, thì cái này á, là cuốn sách này á, là có thể cái viết theo, tạo hình theo cái nhân vật mà mình muốn đó, giống ba giống mẹ đó, đây là con của mình và ba của đứa bé đó. Đó là cuốn sách này, thì ở trong cuốn sách này thì có những câu chuyện rất là hay và có 10 câu chuyện khác nhau, thì đó, thì mình rất là thích cuốn sách này, là mình tặng cho ba, ba của bạn Nam, ngày Father Day. Đó là mình bỏ đây để cho ba có thể đọc cho con vào mỗi buổi tối. Đó, đây là toàn thể cái phòng playroom của con trai mình. Để cho các bạn xem phòng đồ chơi. Đó, đồ chơi thì mình sẽ chia ra, tức là
mỗi một tháng là mình chia ra chơi những trò chơi khác nhau, đồng thời mình cũng tập cho con là rửa rau nè, rồi là làm việc nhà. Mình cũng hay sai vặt con lắm, làm cho con cho quen để tạo cho con tính tự lập á. Bây giờ thì thực ra mình cũng chưa thành công, chưa có thể mà dạy cho con thành công hoàn toàn tự lập 100%, tại vì mình con mình ở nhà với mẹ 100%, cho nên là lúc nào nó con cũng bám mẹ. Nhưng mà mình sẽ cố gắng từ từ tạo cho con một cái tính tự lập chơi, và tất nhiên là dưới sự quan sát của mẹ rồi. Đó, đây là toàn thể cái phòng của con trai mình. Đó. Mình không có muốn để nhiều quá đồ đạc ở trong đây, tại vì sợ con nó chơi rồi đi vấp té ngã đó. Cho nên là mình muốn tạo một cái căn phòng thật thoáng. Đó. Thôi, video của mình xin đó là phòng của, nếu các bạn mà thích của mình rồi đó toàn thể mình, nếu các bạn mà thích thì chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn các bạn trong một video sau nhé. Chào tạm biệt, bye bye.